Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Live. Và hôm nay thì cậu Bàn sẽ giới thiệu anh em một cái con game mobile mới ra mắt tại Việt Nam có tên gọi là Thiếu Niên 3Q. Một cái con game mobile do VNC phát hành tại Việt Nam. Và game đã có mặt ở trên cả hai nền tảng là iOS và Android. Nghe đến tên gọi là 3Q thì anh em biết là về cái gì rồi, tức là game này về đề tài Tam Quốc. Tuy nhiên nó sẽ theo một cái phong cách như mình đã thấy ở đây, tạo hình là theo phong cách anime khá là thú vị. Và game này nó như thế nào thì chúng ta bây giờ cũng sẽ cùng nhau trải nghiệm thử xem nhau nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập rồi và mình sẽ chọn server S27 đi. Đó. Cái game này như mình đã nói là game Tam Quốc, nhưng mà nó sẽ phong cách tạo hình nhân vật các thứ nó sẽ là theo anime Nhật Bản. Và các bạn thấy đây là cái phần video cốt truyện của game, nó như một cái bộ phim hoạt hình của Nhật Bản luôn. Wow. Đấy. Lữ Bố khiêu chiến ba anh em Lưu Bị. Ui cái gì đây? Vãi. Nói chung là mặc dù là game Tam Quốc nhưng mà bây giờ các cái game nó sáng tạo lắm, cốt truyện nó sáng tạo lắm, nó không phải là học lịch sử nữa rồi mà là sự sáng tạo. Đấy, anh em có thể vừa chơi game vừa xem, coi như xem hoạt hình luôn. Rồi, chúng ta có thể chọn nhân vật thì các bạn có thể chọn hình tượng nam hoặc nữ thôi. Và mình sẽ chơi nữ đi. Đặt tên này, cậu vàng 69. Rồi, không ai đặt tên này của mình đâu. Chúng ta vào game, anh em sẽ có một cái game nhập vai thẻ tướng dạng 2D thôi, nhưng mà như mình đã nói là tạo hình theo phong cách anime manga Nhật Bản. Wow, hiệu ứng kỹ năng nhìn rất đẹp nhá. Bạn thấy không? Khá là đẹp đấy. Với bạn nào mà không yêu cầu khắt khe về mặt đồ họa, chưa cần đồ họa 2D đâu, nhưng mà thiên về mặt hiệu ứng chiến đấu thì game này khá là hay. Rồi chúng ta có thể dùng kỹ năng này, hợp kích, kỹ năng hợp kích này. Wow. Đấy, anh em thấy không? Chỉ là một chiêu thức thôi mà nó thể hiện quá đẹp, quá hành tráng luôn. Được của nó nhỉ. Đấy. Cứ mỗi đôi chiêu đặc biệt tung ra là một cái đoạn cắt cảnh khá đẹp. Lại kỹ năng hợp tích mới này. Đó, các nhân vật có cùng duyên phận với nhau rồi có thể dùng kỹ năng hợp kích. Rồi chúng ta game này như vai đại tướng mà. Chúng ta sẽ có cách chơi rất quen thuộc, đó là thu thập tướng, nâng cấp tướng và đi đánh vật ải. Khá là quen thuộc. Đấy, tiền vàng nó rơi các bạn hãy nhặt được đây. Ôi, nó đánh đau đấy. Wow, đánh đau dã man đấy. Rồi lên cấp 2 luôn, mở khóa thêm các tính năng mới. Chúng ta có Tôn Thượng Hương này. Wow, nhìn rất là sexy nhá, ngực nó còn nảy cơ. Rất là thật. Game 2D nha anh em, nhưng mà mình thấy khá là thích cái phần tạo hình nhân vật. Cốt truyện thì là có sự sáng tạo rồi thì không nói. Đây chúng ta có phần chiêu mộ này, thấy không? Game thẻ tướng mà, thì các bạn nếu muốn tướng xịn thì có thể dùng cái chiêu mộ cao này. Tất nhiên là các bạn sẽ tốn phải nạp tiền. Không thì các bạn thật ra thì chơi cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ lâu. Tướng cam này, bộ luyện sư, và đây là tướng thiên về hồi phục trị liệu. Đó. Đó, chúng ta lắp vào đội hình này, cho bộ luyện sư ra trận. Đấy, mở hai dòng duyên phận này, tức là hai nhân vật Tôn Thượng Hương này và bộ luyện sư này có duyên phận với nhau, tăng chỉ số ẩn là thêm 17% tấn công. Thật ra cách chơi thì bạn nào mà hay chơi nhập vai thẻ tướng thì cũng dễ hiểu thôi. Đấy, lại đánh phó bản và các bạn cố gắng được 3 sao để nhận thưởng nhé. Bắn đau phết đấy, đùa đâu. Đây, tính năng kỹ năng hợp kích này. Thử nha.
Đấy, cứ mỗi lần ra đòn là có một cái đoạn anime ra. Mình nghĩ là sẽ rất nhiều bạn thích cái kiểu như này. Nó rất là đẹp, nó rất là mới lạ ấy. Cứ mỗi đứa chiêu thức hợp kích là sẽ có một cái đoạn anime cắt cảnh khá là đẹp. Nói chung là có sự đầu tư ấy. Tạo hình nhân vật rất là ngầu nhá. Nói chung là game chơi khá là chất. Với bạn nào mà thích game về vai thể tướng thì game này mình thấy là sẽ rất là cuốn đấy, rất là bánh cuốn. Đấy, thỉnh thoảng nhặt đồ ra thì các bạn phải nhặt đồ đây. Lại thêm sự trợ giúp này. Đấy, như vậy là mình đã có thêm sự trợ giúp từ người thân. Vì thằng Trư Liêu này quá khỏe. Đấy rồi, thử nhá. Điển Vi và Hứa Chử. Hổ Kỵ Xung này. Wow. Choáng luôn, gây choáng. Rồi, được đấy. Nói chung là sau này các bạn có thể tối đa là 4 kỹ năng hợp kích để ra trận. Đấy, sử dụng 4 kỹ năng và tất nhiên nó sẽ tốn cái gọi là thanh mana đi ở dưới. Năng thần trị thế, giang hùng loạn thế. Đấy, xong chương 1 và các bạn đã nhận thưởng này. Thưởng Trúc Dung luôn. Được bạn ơi. Sau đó các bạn tối đa hình như là 6 người ra trận. Và các bạn để nâng cấp tướng này. Tăng sao, tiến cấp. Bán hành. Thuyên mình khá là thú vị. Mình sẽ bỏ qua phần câu chuyện nhé. Còn anh em thích đọc thì cứ đọc thôi. Hoa hùng. Đó, phải đánh từng bước một thì mới đến được boss cuối. Tí nữa mình phải xếp lại đội hình cho mấy đứa tanker lên đầu. Hiện tại là mình đang để nó mặc định. Chém, nó xiên một phát gần chết này. What the hell, what the hợi. Trị liệu đây rồi. Bút máu wow, nhìn đẹp chưa. Wow, đầy máu luôn. À, mình sẽ dùng cái kỹ năng hợp kích. Đẹp nhờ. Đấy, rất là chuất luôn. Được đấy, game rất là bánh cuốn. Đây là lần đầu tiên mình chơi cái game game này luôn. Đây là lần đầu tiên mình chơi con thiếu niên Ba Quy luôn. Nhưng mà rất là thích về mặt phần nhìn đã rất là thích rồi. Còn gameplay thì thực ra nó rất là quen thuộc. Đấy, mặt trang bị này. Có thể chọn trang bị nhanh, nguyên liệu tiến cấp, tăng nhanh, tiến cấp, tăng bậc. Nó là tăng bậc thì chuẩn. Sau khi tiến cấp thực lực tăng mạnh, chúng ta hãy tiếp tục đến tỷ thủy quan. Đấy, bây giờ mình vẫn đang chơi đây gọi là phần hướng dẫn của game thôi. Phía trước đều là trại hoa hùng của tướng quân bọn ta. Còn không mau lui ra. Dũng cảm hơn người. Wow, đẹp chưa? Phượng Minh Cửu Thiên. Wow, wow, mạnh dã man con ngàn. Mỗi lần hành động hồi 2 cái ô tấn công. Đấy, các bạn hãy bày trận nhá. Sắp xếp lại vị trí. Nhưng mà phải cẩn thận là có những cái tướng nó sau ra hàng sau ấy. Các bạn phải sắp xếp rất là cẩn thận. Đây, trận hình này. Kích hoạt đây. Tướng đỏ cùng phe thì sẽ cộng thêm các chỉ số. Cái phần trận hình này sau này mình có nhiều tướng rồi thì mình này nghiên cứu sắp xếp đội hình ra nó hợp lý hơn. Đấy, nhìn nó sọc chưa? Sọc gần chết Trúc Dung luôn nha, anh em thấy không? Ô, chết luôn này này. Ê, chơi bời gì? Nó khỏe nhỉ? Sọc cá chết luôn thì chơi bời gì? Ui, không được 3 sao rồi. Chắc là 1 sao. Đó, các bạn chết 2 tướng là không được 3 sao luôn. Và lúc này chúng ta sẽ phải đi có lẽ phải đi nâng cấp tướng. Đấy, thôi phải đi nâng cấp tướng đấy. Chọc rất là đau luôn đấy. Đi nâng cấp nhá.
nữ cũng có thể xông pha thiên hạ. Tăng cấp. Rồi, tăng cấp lên thì nó khỏe. Nếu so với dũng sĩ của ta thì quá thật quá yếu. Ờ, chúng ta có đây kỹ năng hợp kích này. Ở đây mình mới có hai kỹ năng thôi. Cái này thuộc là các bạn đây, các cái kỹ năng hợp kích ở trong game này, tức là tùy các bạn có sưu tập được những cái vị tướng nào thì nó sẽ mở ra những cái kỹ năng đó. Ngoài ra thì các bạn phải đủ mảnh thì có thể mở ra được nữa. Okay. Nói chung là cái phần hợp kích này là cái một cái yếu tố rất gameplay chủ yếu, chủ đạo trong cái game Thiếu Niên Ba Quy này. Chiêu tướng đài này miễn phí. Nói chung là cái phần chiêu mộ này thì nó sẽ lởm thôi. Được mảnh tướng. Đó, các bạn có cái thẻ này. Đó, các bạn này dùng kim bảo mua nhá. Ở đây thì mình không có kim bảo. Đây, hệ thống VIP này. Thưởng nạp đầu này. Các bạn có thể nạp ủng hộ game và sẽ nhận được tướng. Nhận được tôn quyền luôn, tướng đỏ luôn. Chưa mở, mặc trang bị chưa mở. Ok. Rồi, tôi sẽ đánh lại đi. Không ai có thể chọc thủng giáp nặng của ta. Rồi, nó chọc đầu dã man con Ngan ấy. Tấn công liên tục. À, bên nó có những cái con thương này nó chọc thì các bạn để sắp xếp đội hình né ra. À, hay đấy. Rồi, tôi hiểu rồi các bạn. Đây game cũng có cả tự động nhá. Có auto rồi tăng tốc. Đúng lẽ là nó có mấy cái thằng sọc. Nó sọc ra đằng sau luôn thì lũ mình không né là mình chết. À, mình hiểu rồi, ca làm thắng ngay. Đây, các bạn phải dựa vào đội hình của địch này. Anh em thấy không? Ồ, nó trâu đấy. Ồ, được. Tôn thượng hương gánh tim. Thưởng 18 chư hầu không một. Diên Thiệu phái một cung thủ đến khiêu chiến ta. Xem Hoa Hùng, Hoa Hùng này quá rồi đó. Này là có sự trợ giúp của người thân Quan Vũ. Ui, Quan Vũ ra đòn kìa, đẹp chưa? Trong lúc hâm rượu, Quan Vũ trảm qua hùng. Rồi chúng ta đến với chương 3 này. Rồi lại Lữ Bố này. Người thấy có phần, ta cũng muốn đoạt. Rồi. Đánh thử này. Các ngươi đều sẽ thành vong hồn dưới thanh đao của ta. Và các bạn hãy bày trận trước khi vào nhé. Các ngươi đều sẽ thành vong hồn dưới thanh đao của ta. Trăm phá trăm trúng. Ôi, bắn đau thế. Chắc con kiện con đứng đằng sau của mình yếu nhỉ, nó đấm cho gần chết luôn. Đây rồi. Nói chung là về sau thì mình phải học cách nâng cấp cho nhân vật rồi. Yếu quá. Yếu dã man Ngan luôn. Đấy, có thể tăng sao này. Đấy. Mắc là 2, 4, 6, 7 sao. Đấy, tiến cấp. Tăng chỉ số luôn. Nếu so với dũng sĩ của ta thì quả thật quá yếu. Đấy, nâng cấp kỹ năng hợp kích này. Đấy, các bạn phải tăng sao kỹ năng hợp kích luôn. Mắc là 5 sao nha anh em. Nó sẽ đánh mạnh hơn. Đấy, như mình đã nói thì cái hợp kích là tính năng chính ở trong cái game Thiếu Niên Ba Quy này. Bảo vệ giang sơn, quyết chiến đến cùng. Đạo thương bất dập. Trầm phá
Đánh yếu nhỉ. Đấy, nó có mấy cái mũi lửa dưới mà thanh máu này đầy là dùng kỹ năng riêng của nhân vật nhé. Sau này thì các bạn hãy mở thêm khóa thêm tính năng, các tính năng khác. Tí nữa mình sẽ cho anh em xem. Đánh nốt ạ. Ui, con gấu nhìn cục xúc thế. Khỏe chưa? Easy game. Lại thêm võ tinh mới này. Mạnh hoạch. Đấy, lại thêm kỹ năng hợp kích mới. Ok, phu thê đồng tâm luôn. Đấy, mở khóa. Ô, sao nó bay ra ngoài nhỉ? Sorry anh em nhé, mình sẽ vào lại. Không hiểu tại sao bay ra ngoài luôn. Chả hiểu kiểu gì. Đang hay. Chơi game này chơi rất là bành cuốn nha anh em nhé. Có lẽ mình sẽ làm thêm một hai clip nữa về cái game này. À, ra trận này. À, các bạn này lắp tối đa là 4 kỹ năng. À, điều chỉnh vị trí các kỹ năng. Rồi mình sẽ đi nâng cấp đã. Hết cái sách tăng cấp rồi. Tăng tạm. Đây là 7 trận. Cho thằng này lên đầu. Đó, có vẻ hợp lý. Tăng bậc nhanh này, đã tiến cấp. Sau này thì các bạn có những cái tính năng như đây, chưa tướng đài thì mình không nói nhá. Đây nó chưa mở hết cơ. Nó chưa mở hết các tính năng ra, chúng ta phải cày thêm lên đủ cấp thì mới mở thêm tính năng. Đấy, mình sẽ thử cái chiêu thức hợp kích của hai vợ chồng kia nhá. Ủa. Nó choáng có một mục tiêu. Hơi phế vật. Đoạn thế hồng nhang búp máu. Ok bạn. Cho tôi phải điều chỉnh cái hợp kích. Tại vì cái kia nó choáng có một mục tiêu. Tôi tưởng choáng tất cả. Hoặc là các bạn nếu muốn chắc chắn nhất thì tắt cái auto đi. Auto này nó sẽ không dùng cái... Ôi chết bố thằng kia rồi. Ôi sao bọn này nó khỏe thế. Không được rồi anh em ạ, không ổn rồi. Chết mất thằng tanker rồi, nó đang yếu quá. À các bạn chết tướng thì vẫn dùng được kỹ năng nhé. Rồi không được 3 sao rồi, chết mất một người. À, cố gắng được 3 sao thì thưởng nhiều hơn chẳng hạn. Rồi tăng cấp trước khi đánh nhau lự bố này. Yếu dã man. Hết cái đá tiến cấp rồi. Nếu so với dũng sĩ của ta thì quả thật quá yếu. Ta sẽ thu thập tất cả bản tam quốc.
xem quân thủ có bản lĩnh gì. Phu quân đừng lo, để ta xem quân thủ có bản lĩnh gì. Rồi, đánh Lữ Bố này. Đây, lại có sự trợ giúp của ba anh em rồi, Trương Phi, Lưu Bị, Quan Vũ. Wow, đẹp, đẹp, dã man, thắng rồi. Mở tính năng mới hảo hữu. Đó, mở thêm các cái hoạt động mới rồi. Tại đây có thể tìm hiểu câu chuyện cuộc đời của các vị danh tướng. Ồ, oh, hay chưa? Lưu Bị này. Quê hương Lưu Bị, giờ hãy trải nghiệm câu chuyện của Lưu Bị đi nào. Ồ, tìm hiểu cốt truyện Lưu Bị luôn. Tướng quân, hãy nhấp chọn danh sách nhiệm vụ để xem thông tin chỉ dẫn. Ồ, những game nhập vai bình thường nha, giờ mình có thể di chuyển làm nhiệm vụ này luôn này. Thử tiếc cho Giang Sơn này, hoàng cân làm loạn, thái thú không ngờ ở trách quân. Rất là giống trong truyện nha. Anh hùng gan dạ thế này, không biết phải xưng hô thế nào. Oh. Như kiểu chơi game nhập vai di chuyển làm nhiệm vụ trong thành luôn. Tiểu nhị, lấy cho ta hai cân rượu, đổ khang thưởng hạng. Phản kích luôn. Sao phải đầu hàng? Rồi, có lẽ là sau này mình sẽ làm thêm một hai clip nữa về cái game Thiếu Niên Ba Quy này, vì mình thấy chơi nó cũng khá là bành cuốn. Ê, à, đau đấy. Ôi, gần chết Trúc Dung này. Mũ máu. À, bên nó có thằng Quan Vũ môn khách này, bút máu này. Thì ra chỉ là hiểu lầm, Quan Mỗ đã trách nhầm người tốt. Chủ quán, cho ta 5 cân thịt ngon. Tìm thấy một con thỏ xuất hiện trên chiếc cầu lớn. Đây rồi. Đó là... Nói chung là khá là hay. Ngoài việc là các bạn đánh pháo ảnh vượt ải thì game nó có những cái tính hoạt động này này. Khá là hay. Nhận thưởng này. Như kiểu chơi game nhập vai bình thường ấy. Đấy, kênh hiền đạo viên này. Như kiểu đúng là cốt truyện Tam Quốc luôn. Hay thật. Xong rồi. Đó, và chúng ta nhận thưởng. Ok, đây là gọi là tính năng lượt truyện nha anh em. Khá là hay. Đấy thì mình cũng giới thiệu nhanh thôi cho anh em về đồ họa và gameplay của cái con game mobile có tên gọi là Thiếu Niên Ba Quy. Có lẽ mình sẽ làm thêm một hai clip nữa về con game này. Mình thấy là khá là bành cuốn đối với những cái gì mà game này đã thể hiện. Đấy, và anh em thấy game nào thì game này thế nào thì các bạn để comment phía dưới cho mình biết nhá. Các bạn có thích cái game này không? Thì các bạn comment phía dưới mình biết. Đấy, mình là mình thích. Đấy, và mình có lẽ sẽ làm một thêm hai clip về game này. Khi nào mình mở hết các tính năng ra thì mình sẽ cày sâu hơn. Đây, game nó có rất là nhiều cái hay ho lắm nhưng mà mình chưa khám phá hết. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào thấy hay để like, share, chia sẻ giúp mình nhé. Ngoài ra đừng quên ấn nút subscribe ủng hộ kênh Tức Game Online. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.
Bye bye.